điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Thì hôm nay á là bắt đầu tôi sẽ là giải thích cái chuyện của bác này. Hệ thống tuần hoàn trong ý mơ mạch đó, bây giờ cái mà mình học đang đây học đây á, là lang thì xin được cabilan, và cái mà tôi nói á, là cái thế giới này chưa có ai giải thích vấn đề này hết, nên tôi nói rõ vì cái này tôi là người tìm ra. Thì từ cái phương pháp của mình thể lịch á, mà tôi phát hiện ra ý mơ mạch đó, do đó là khi mà điều trị á, thì tôi điều trị toàn bộ là vấn đề ý mơ mạch hết. Cái mà hôm nay á, là chúng ta học á, là chỉ là một cái gốc của trong cái ý mơ mạch mà thôi. Rồi hôm nay tôi sẽ làm cho mọi người thấy cái ý mơ mạch nó là thế nào. Hệ thống tuần hoàn của cơ thể mình á, là 5 lít máu. Và 5 lít máu đó là tim có nhiệm vụ đưa đi lên đầu, đưa ra hai tay và đưa xuống chân. Thì bây giờ á, là muốn điều trị cái lỗ tai này á, thì chúng ta phải khóa hai cái động tĩnh mạch lớn ở bẹn. Ta khóa hai cái động tĩnh mạch lớn của hai tay. Như vậy toàn bộ 5 lít máu nó sẽ đi lên trên đầu. Và toàn bộ 5 lít máu lên đầu á, nó tung qua lên đầu á, thì có một cái nguy hiểm là người bị huyết áp cao là phải câu chuyện. Thành ra là nếu như bác này bị huyết áp cao thì khi ta làm á, thứ nhất là ta phải làm nhanh, thứ hai là ta hỏi bữa nay có nhức đầu có khó chịu không, và trong khi làm á mà thấy có đau đầu nhức đầu á thì cũng phải nói để ngay cái động tác đó. Mà nếu như mà không có vấn đề gì á thì cái tác dụng của nó rất nhanh và bất ngờ. Cái điều đó không có, trong y văn thế giới mọi người đọc đi sẽ không bao giờ có những cái điều này, hai mặt nạ này. Rồi khi mà mình bắt tréo á, khi mà mình bắt tréo á thì máu á nó sẽ bị chặn ở đây và nó không xuống chân được, bị ở vùng trên. Do đó mình thấy để ý á, là những cái quán bar đó là tại sao họ làm cái ghế cao để cho mình ngồi á, để cho mình thòng xuống, cho nên là mình ngồi ở trên phía trên đó là mình máu nó thông ra là mình ngồi lâu được. Còn mà và hai tay nắm hết á là để đút vô nách lòng cái vải đâu cái vải nó rã hết rồi. Thì khi mà bác này á mà choàng chặn hết mấy cái hai mạch máu này, chặn hết hai mạch máu này thì máu bây giờ nó vô lên đầu rồi. Bây giờ bác nghe cái đầu sao nè, bây giờ nghe cái đầu làm sao bây giờ cảm giác bây giờ cái đầu là nhức gãy thì người đó đương nhiên là hồi xưa gì nhất đấy. Nhưng mà giờ khi mình chặn cái này á thì thấy cảm giác thì sao, thấy cảm giác, thấy cảm giác làm sao khi mà chặn cái này, cảm giác gì, cảm giác khi chặn là cảm giác đâu à, không có cảm giác gì ở trên đầu cả. Mọi người thấy khi mà chân mà không có cảm giác gì đó là chứng tỏ rằng cái mạch máu nó bị sơ nhiều quá. Mọi người á là nhìn tôi nè, để nguyên nha. Một tay á thì tôi chặn đầu, một tay á là tôi chặn ngay đây và tôi đẩy nó. Mọi người bên trên ngồi xuống. Chút xíu mình sẽ làm, là tôi đẩy máu lên. Và khi tôi đẩy máu này lên á thì nó sẽ bơm lên trên nhiều hơn, cuối trong lỗ tai thì bạn sẽ nghe dễ chịu hơn. Và bây giờ đến cái lúc mà ta vê tai, vê cái tai, vê là vê trên này, vê giữa này, tai, thấy không? Bơm máu vô tai. Đó, thì khi ta bơm máu vô tai á thì cái lỗ tai đỏ lên hết, mọi người thấy không? Bác bây giờ ở đây nghe gì không? Dạ, nghe thấy. Nghe không? Vâng. Ta nghe bằng cái tai đó đấy, tai đó là tai điếc 100% đấy mà nó tự nhiên nghe được đấy. Đấy, nó tự nhiên nghe được nha. Nếu như mà mình bơm máu đủ rồi. Và khi bơm máu vô xong rồi á, là thường thường á là mình cầm cái này kia để mình đẩy nó không có bị trợ tai. Và nhớ là không có để móng tay nha. Và chúng ta cái ngón cái vô đây nè. Rồi mình nắm, mình kéo lên. Mọi người nhìn tôi làm này ha. Thấy chưa? Tôi kéo lên vậy đó. Rồi, ở đây á, ta sẽ nắm ở cái phần tay về. Ta lặn xuống. Mọi người nhìn thấy nha.
đó, và một cái nữa là ta đút cái ngón này vô đây và ta nông ra, mọi người nhìn tôi làm này, đó, rồi một cái nữa là ta sẽ lấy từ đây đẩy ra, nhưng mà nhớ là chúng ta làm thường có xảy ra cái sơ suất là vì lớn tuổi da nó mỏng. Rồi buông cho mặt cảnh để cho pháo lên não xong rồi thì ta vê tay. Mà khi ta vê tay này tức nè, thì khi nào mà nghe thống nhất cái tay này thì cái hiệu quả của nó là mới có tốt. Rồi năm ngón tay vào vô đây cho máu vô tay. Khi máu vô tay nó khỏe là chúng ta bắt đầu. Mọi người nhớ là tôi nói lấy cái tay này nắm đây dở lên nha. Thì đây là nắm dở lên đó, rồi cái này nắm lên xuống đau là tại vì hôm qua mình làm rồi, bữa nay mình làm tiếp bắt mới thấy đau. Rồi mềm mềm cổ ra, rồi xong tay này nè điếc hoàn của anh. Tay này điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy là tôi nghe bằng tay này thấy rõ là nghe bằng tay này chứ không phải bằng tay này. Bác có nghe tôi nói không? Bác có nghe không? Nghe. Bây giờ tôi bịt tay này rồi, quý vị nói là tôi nghe thì tức là tôi nghe tay này. Tôi bịt rồi. Thôi bác nói đi, bác nói đi. Bác nói. Bác có nghe tôi nói gì không? Tên bác là gì? Tôi nghe thấy. Tên bác là gì? Không được rõ lắm, nhưng mà có nghe thấy và có thể nhận ra được cái câu nói đó, nhận ra được cái câu hỏi đó. Tên bác là gì? Trả lời câu hỏi đi, nghe thì trả lời câu hỏi đi. Tên bác là gì? Xin nói lại. Ông lúc đấy ông hỏi đó tôi nghe rõ. Tên bác là gì? Tên tôi là gì phải không? Đúng rồi. Đó, vừa rồi tức là rõ ràng là tôi nghe bằng tay này. Mà cái tay này là cái tay đã điếc hoàn toàn mấy chục năm nay, ít cũng phải là 30-40 năm rồi. Chứ không phải là ít gì mà bây giờ tôi nghe được. Lời nói đầu tiên của tôi là cảm ơn ông thầy. Mặc dù là rất là đau, mà vẫn cảm ơn. Là vì sao? Mình nghe thấy nó rõ hơn. Tôi hy vọng là cái buổi chữa ngày hôm nay là sẽ đem lại cho tôi cái thính giác để ít nhất là mình nghe thấy được những cái lời nói bình thường thôi. Mình chỉ cái ước mơ là nghe thấy những lời nói bình thường mà không phải ghé sát vào tai hay là nói to là gì đó. Tại vì mình nghe được cái lời nói bình thường tức là mình coi như là mình sống lại được một nửa cuộc đời. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.